Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay em giới thiệu đến anh em một bộ karaoke ngon bổ rẻ, anh em chơi gia đình rất là hay anh em nhé. Gồm một con súp bát 30 đấy, và một bộ đẩy liền vang hàng bãi xịn, và loa, một cặp loa của hãng 3G Audio hàng bãi xịn, và một bộ mic. Bộ mic cũng là hàng bãi xịn luôn anh em nhé, NFD hàng bãi xịn luôn đấy. Bộ này thì anh em chơi gia đình rất là ngon, rất là hay, nhưng mà lại giá rất là rẻ nha anh em. Đây là bộ karaoke bình dân để anh em chơi. Sau đây em sẽ test thử cái vang của cái con đẩy liền vang này, anh em nghe thử nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Còn gì đâu em, tháng ngày vui mất rồi, còn gì đâu em, thôi đừng đến đắng cay thêm. Rất là hay. Sau đây em xem. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ em. Xin cảm ơn tất cả anh em.